Chào Ken, hôm nay chúng ta vào chủ đề là mạch điện chỉ chứa một phần tử hoặc là điện trở thuần hoặc là quận cảm thuần hoặc là tụ điện trong chương 3 của vật lý lớp 12. Đây là một cái chương cực kỳ quan trọng và một cái chương khá là khó nếu như chúng ta không nắm vững được cái bản chất và cái phương pháp để làm bài. Và đây là chúng ta đi vào một trong những cái phần trọng tâm của chương này, đó là cái mạch RLC, và chúng ta sẽ xét từng bước một. Bước đầu tiên thì chúng ta xét mạch nó chỉ chứa một phần tử thôi, chỉ chứa một phần tử nhé. Đấy. Hoặc là điện trở thuần hoặc là quận thuần cảm hoặc tụ điện. Thì các em chú ý thế này, điện trở thuần này, đấy, điện trở thuần đây, mạch chỉ điện trở thuần chính đây này. Đấy, mạch chỉ điện trở thuần đây. Và nếu như mạch chỉ có điện trở thuần thì là UI bao giờ cũng pha, nghĩa là I đây và U này sẽ cùng pha nhé. Mạch chỉ điện trở thuần thì UI bao giờ cùng pha. Và khi đó biểu thức của I là I0 cos UMAT cộng phi, thì biểu thức của U cũng sẽ là U0 cos UMAT cộng phi, cùng pha là pha giống hệt nhau, được chưa? Đơn vị ampere, đơn vị volt. Và cái I0 thì bằng I0 thì bằng U0 trên R. I hiệu dụng thì bằng U hiệu dụng chia R. Được chưa? Đấy. Đấy là cái phần chú ý là mạch trập 1 là mạch chỉ có R. Trập 2 là cho xét mạch chỉ của quận cảm thuần. Cảm thuần có nghĩa là nó không điện trở trong. Bình thường một cái cuộn dây đấy mà nếu nó có điện trở trong thì không ai gọi cảm thuần cả. Cảm thuần là không điện trở trong nhé. Cảm thuần đây. Cảm thuần là chỉ có L thôi, không có R. Cảm thuần. Đấy. Và nhớ thầy là cảm thuần có nghĩa R con bằng không. Cảm thuần. Đấy. Thì khi đó thì U sẽ sớm pha hơn I một góc pi trên 2. Đây. Cái giản đồ thế này đây. Đấy. I sớm pha hơn U một góc là pi trên 2 thì thầy có như sau, thì có biểu thức là U là biểu thức của I này. I sẽ bằng I0 cos của mat cộng với phi I. Đấy. Thì U thì sẽ là U0 cos của mat cộng với phi I cộng pi trên 2. Thì cả cái này chính là phi U này, phi U L. Đấy, đoạn mạch chỉ cảm thuần. Đoạn mạch chỉ cảm thuần thì phi bằng là phi U L trừ đi phi I thì bằng pi trên mấy? Pi trên 2. Người ta nói rằng hiệu điện thế sẽ nhanh hơn dòng điện một góc pi trên 2, ngược lại dòng điện sẽ trễ pha hơn hiệu điện thế một góc là pi trên 2. Hoặc cách nói thứ ba đó là dòng điện và hiện thế là vuông pha nhá. Còn ở trường hợp 1 thì thầy có là phi bằng phi u trừ phi i và bằng 0, tức là dòng điện và hiện thế cùng pha. Đấy, tiếp tục trong mạch này chúng ta sẽ có là i0 sẽ bằng u0 chia cho zl trên ZL. Đấy. ZL thì bằng L nhân omega. L nhân omega. Đấy. Hoặc là I hiệu dụng thì bằng U hiệu dụng chia cho ZL. Bằng U hiệu dụng chia cho L nhân omega. Chưa? Chúng ta đến cái trường hợp số 3 là mạch chỉ của tụ điện. Mạch chỉ của tụ điện đây. Thì các em nhớ nhé, ZL người ta gọi dung kháng, gọi là cảm kháng đúng không? ZL gọi là cảm kháng này, L độ tự cảm này, các em nhớ này, L đây gọi là độ tự cảm. Đấy. ZL thì gọi là cảm kháng. Được chưa? Trường số 3, mạch chỉ có tụ. Đây, tụ đây. Mạch chỉ có tụ thì khi đó I sẽ sớm pha hơn U một góc là pi trên 2. Mạch chỉ có tụ. Đây. I nằm trên U thì gọi là I sớm pha hơn U một góc pi trên 2. Đấy. Thì biểu thức của I này, I bằng I0 cos của MT cộng phi. Thì I được chưa? Thì U sẽ bằng U0 cos của MT cộng với phi I trừ pi trên 2. Đây, chữ pn2. Thì cả cái này đóng vai trò là phi UC. UC. Đơn vị ampere, đơn vị là volt. Và thầy vẫn có là gì? Thầy vẫn có là I0.
x0 thì bằng u0 chia cho zc. Đấy. Y thì bằng u chia cho zc. Đấy. Trong đó zc các em học ở phần trước rồi, đó là 1 trên c nhân omega. 1 trên c omega. Phần trước rồi, đúng không? Zc 1 trên c omega. Zc nhé, là 1 trên c nhân omega. Đơn vị là ôm chưa? Đấy. À, đơn vị ở đây, đơn vị ZC ôm. ZL đơn vị cũng là ôm nhé. Vậy thầy nhắc lại này, thầy nhắc lại để ta dễ dùng này. Nếu mà mạch chỉ có định trở thuần thôi thì nó UI sẽ cùng pha. Nếu mạch chỉ ở cuộn cảm thuần nhé, cuộn cảm thuần thì là U sớm pha Y góc pi nhân 2 và ngược lại là Y trễ pha U nhỉ? Đấy. Nếu mạch chỉ có tụ điện thì Y để sớm pha U. Y sẽ bằng U. Tức là mạch chỉ tụ điện thì có phi thì bằng phi U C chứ phi Y, và cái này ra là góc âm pi trên 2. Phi nhỏ hơn 0 có nghĩa rằng phi U C nhỏ hơn phi Y. Ok. Phi Y. Đấy. Mạch chỉ có cuộn chỉ có tụ điện thì là U trễ phản Y hoặc là Y sớm phản U. Và bây giờ chúng ta đi vào cái bài toán. Chúng ta vào câu số 1, đáp 2007. Đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa một trong các phần tử. Đoạn mạch xoay chiều B chỉ chứa một trong các phần tử, đúng không? Hoặc là điện trở thuần, hoặc là cuộn dây, hoặc là tụ điện. Thì bổ sung nhé, đây là cuộn dây. Cuộn dây. Rồi, đây cuộn dây rồi. Tụ điện đây, 3 thằng. Khi cuộn dây nó nói thì cuộn dây này có thể là cuộn dây thuần cảm. Thuần cảm R0. Cuộn dây không thuần cảm là có R0. Khi ta nói cuộn dây là có 2 trường hợp. Đấy. Đặt vào đoạn mạch AB một hiệu như thế là U bằng sin OMT cộng pi nhân 6 thì dòng điện là biểu thức sin này. Thì đầu tiên nhé, bước 1 nhé, các em sẽ chuyển này, U này về dạng cos đi, bằng U0 cos của OMT cộng pi nhân 6 trừ pi trên 2. Từ sin chuyển cos bằng trừ pi trên 2 được chưa? Thế bằng u0 cos omega t u0 cos omega t được chưa? Thành trừ pi trên mấy? Trừ pi trên 3. Đơn vị là vuông. Tiếp tục y thì sẽ là y0 cos omega t trừ pi nhân 3 trừ pi nhân 2 sin trừ cos phải bớt đi pi nhân 2 bằng y0 cos của omega t trừ mấy đây, trừ pi nhân 3 trừ pi nhân 2 trừ pi nhân 3 trừ pi nhân 2 nó ra là trừ 5 pi nhân 6. Trừ 5 pi nhân 6 đơn vị ampere. Và bây giờ biết muốn biết mạch chứa cái gì không thì em dựa vào cái pha, độ lệch pha bằng phi u trừ phi y. Đấy, em xét cái này thì em dùng máy tính nhá. Phi u là trừ pi nhân 3, phi u trừ pi nhân 3 tức là trừ 1/3. Phi y là trừ 5 pi nhân 6 tức là trừ của trừ 5 pi nhân 6. Nó ra pi nhân 2 dương. Có nghĩa là phi u lớn phi y, phi u lớn phi y. Thì bây giờ chúng ta mới đối chiếu này. Phi u lớn phi y đúng không? Phi u lớn phi y thì các em đối chiếu này. Nếu mà mạch chỉ có chứa R thôi thì y u cùng pha. Toàn đồ đây. Chưa? Đấy. Nếu mạch chỉ có chứa cuộn thuần cảm thôi, u l sẽ nhanh pha y. Là nhanh pha y. Chưa? Đấy. Nếu mà mạch chỉ có chứa nếu mà mạch chỉ có chứa tụ điện thôi, chỉ chứa tụ điện thôi, đây, thì u trễ phan y được chưa nhỉ? Đấy, trường hợp này phi bằng 0, trường hợp này phi bằng pi trên 2, trường
trường hợp này phi bằng âm phi trên 2. Phải nhớ là phi là phi u trừ phi y nhé. Và trường hợp nữa là cuộn dây có điện trở thuận. Cuộn dây điện trở thuận thì hình dung thế này, nên y này. Đấy, đây là ur con. Cuộn dây điện trở thuận này ur con thì ul này. Và u cuộn dây lúc này tổng hợp vector của hai cái này. U cuộn dây đây. Thì khi nó phi là một cái giá trị nó sẽ lớn hơn không nhỏ hơn pi nhân 2. Vậy đối chiếu bài toán em thấy phi của kem bằng pi trên 2. Phi bằng pi trên 2 thì suy ra đoạn mạch nó chỉ có chứa gì đây? Cuộn cảm thuần. Cuộn cảm thuần. Được chưa? Đấy. Còn cuộn dây, các bạn nhớ khi người ta nói cuộn dây thì có hai trường hợp, hoặc là cảm thuần hoặc là không cảm thuần. Có một A. Câu số 2. Câu 2 đặt cái đoạn mạch xoay chiều là u bằng như này vào hai đầu đoạn mạch cuộn cảm thuần độ tự cảm thế này. Tức đoạn mạch nhé, đọc kỹ nhé. Đặt một điện áp u này vào đúng không? Hai đầu cuộn cảm thuần độ tự cảm thế này. Tức đoạn mạch của chúng ta chỉ có mỗi cuộn cảm thuần thôi. Mà cảm thuần thì các em nhìn cái giản đồ ở phía trên đây, các cảm thuần đây giản đồ vector đây, UL ở phía trên đây, ở phía trên. Đấy, y đây, y đây. Không? Đây. Tức là nếu mà mạch chỉ có cảm thuần thôi, mà chỉ cảm thuần thôi đúng nhỉ? Thì thầy có là phi UL trừ đi phi y ra được là cái phi, và cái phi này là pi trên 2. Được chưa? Phi này. Tạm thời chúng ta xử lý cái dòng đầu tiên này nhá. Và thầy suy ra thì có là phi UL bằng mấy? Phi UL bằng pi trên 3. Pi trên 3. Phi đang cần tìm và cái này là pi trên 2. Và thầy suy được phi y. Phi y nó phải là mấy? Phi y nó phải là pi trên 3 trừ pi trên 2. Và ra là âm pi trên 6. Loại B, loại A. Được chưa? Phi về âm pi trên 6. Tiếp, bây giờ sẽ tìm cho là ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100 căn 2 thì đây là u tức thời, thì cường độ dòng điện là 2A, thời điểm mang chỉ tức thời. Vậy đây y nhỏ. Nó hỏi cường độ dòng điện qua mạch biểu thức như thế nào. Thì các em hình dung thế này này, đoạn mạch chỉ có cảm thuần thì u y vuông pha. U y vuông pha. Vậy thì có là u vuông pha với y. Có nghĩa là u trên u0 tất cả bình cộng với y trên y0 tất cả bình bằng 1. Và thay số vào thì có u chính là 100 căn 2, đây tức thời nhá, nó là 100 căn 2 bình trên u0 không bình cộng với y tức là 2 bình trên y0 bình bằng 1. Được chưa? Bằng 1. Mặt khác chúng ta lại có là y0 thì bằng u0 chia zl. Đúng không? Ở phía trên này thầy nói rồi, đoạn mạch đây. Các em xem lại. Trường hợp số 2 đây. Đấy, y0 bằng u0 chia zl, được chưa? Đấy. Zl. Zl thì bằng l nhân omega. U0. Tức là mấy đây nhỉ? 1/2pi, 1/2pi mà nhân với 100pi. Pi hết nó ra 50. Tức là thầy suy ra là u0 thì bằng 50 y0. Đấy, u0 thì sẽ bằng 50 y0. U0 bằng 50 y0. Các em thế ngược lại vào cái biểu thức sao này. Thầy quy về ẩn y0 này. Nhỉ? Thì sao này? Thầy sẽ có là 100 căn 2 tất cả bình trên u0 bình, tức là 50 bình nhân y0 bình. 50 bình nhân y không bình cộng với là 2 trên 2 bình trên y không bình bằng mấy? 1. Này, và thầy suy y không. Đấy, suy y không. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ nhóm cái này ra nhá, sẽ là gì đây? Sẽ là 100 căn 2 bình trên 50 bình trên 50 bình. Đúng không? Cộng với 4. Thì sẽ được là 12
sẽ được là 12, tức là thầy được 12 đúng không? Được 12. Tức là thầy sẽ được là 12 trên y không bình bằng 1, và y không sẽ là y không sẽ là căn 12 thì sẽ là 2 căn 3 ampere. Chưa? Đấy, pha ban đầu của dòng điện là âm pi trên 6. Y không là 2 căn 3. Y không là 2 căn 3. Đáp án là A. Đúng cái thể cái lỗi đúng không? À đây, để thể đáp C đi. Y không là 2 căn 3, pha đầu dòng điện âm pi trên 6. Chúng ta vào câu số 3. Đặt U bằng U0 vào hai đầu cuộn thuần cảm đúng không? Đoạn mạch thì chỉ có hai đầu cuộn thuần cảm thôi. Thuần cảm là không có R con nhé, gọi thuần cảm nhé. Thuần cảm hay cảm thuần cũng được. Thì cường độ dòng điện có biểu thức nào sau đây? Thì chúng ta sẽ có cường độ dòng điện là I bằng I0 cos của ma T cộng phi I. Chưa? Chúng ta có phi U đều bằng 0 nhé. Phi U bằng 0. Đối với đoạn mạch mà nó chỉ chứa cuộn thuần cảm thôi thì chúng ta có giản đối như thế này. Và U làm trên Y có nghĩa là thầy có phi UL trừ đi phi Y. Đúng không? Bằng mấy? Bằng pi trên 2. Mà phi UL bằng 0 thì suy ra phi UL bằng 0 mà. Vậy suy ra phi Y sẽ bằng mấy? Trừ pi trên 2. Phi trừ pi trên 2. Được chưa? Vậy cái này trừ pi trên 2. Đấy. Mặt khác thì có Y0 thì bằng U0 chia cho ZL. Đấy. U0 chia cho L nhân omega. Được chưa? U không là nhân omega, vậy đáp số phải là gì đây? Trừ pi nhân 2 là đáp án C. Chúng ta vào câu số 4. Câu 4 đặt U vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tức đoạn mạch cũng chỉ có độ cuộn cảm thuần thôi. Chưa? Tại thời điểm, tức là giá trị tức thời, thì U giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại, tức là U, UL và U0. Thì hỏi Y khi đó là bao nhiêu? Y khi đó là bao nhiêu? Thì các em nhớ này, đoạn mạch mà chỉ có cuộn thuần cảm thôi thì rõ ràng là UI nó vuông pha. Đây là UL đây. Đây là gì? Đây là Y đây. Nó vuông pha đúng không? Nó vuông pha, vậy có biểu thức tức thời U, U trên U0 tức là bình cộng với Y tức thời trên Y0 tức là bình bằng mấy? Bằng 1. Được chưa? Bằng 1. Đây, nó có này. Đấy. Thế giờ nó có là U bằng U0 rồi, cái này bằng U0 rồi. Tiếm chuyển sang đây em dễ dàng rút ra được Y bằng mấy? Y bằng 0. Hay là cái lý thuyết ở chương 1 là dạy các em ấy, ôi hai thằng vuông pha thì một, nếu như một thằng cực đại nó kia phải bằng 0. Chưa? Vuông pha một thằng cực đại đến kia phải bằng 0 thôi. Tiếp tục chúng ta vào câu số 5. Đặt một hiệu điện thế vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm. Đoạn mạch cũng chỉ có cuộn dây thuần cảm đây. L đây. Gọi U là hiệu thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Y, Y0, Y thì là giá trị tức thời, tức Y nhỏ tức thời này, Y0 cực đại này và Y hiệu dụng này. Thì hệ thức liên hệ nó sẽ là đúng. Thì chúng ta nhớ là đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm thôi thì U vuông pha, vậy biểu thức chuẩn xác của nó phải là U bình trên U không bình cộng với Y bình trên Y không bình bằng mấy? Bằng 1. Đó. Hệ thức không đúng mà, đang chọn hệ thức không đúng bằng 1. 1 đúng không? Và thể có là U0 đấy thì bằng U nhân căn 2. Y0 thì bằng Y nhân căn 2. Thì thế giá trị hiệu dụng vào thì thầy có là U bình trên U bình nhân 2 đúng không? Đấy, em thế giá trị hiệu dụng vào đấy nhá. U0 thì thế bằng U căn 2 với nhá. Đấy. Cộng với Y bình nhân với Y bình nhân 2 bằng 1. Các em nhân chéo 2 đi, nhân chéo 2 thì có U bình trên U hiệu dụng bình cộng với Y tức thời bình trên Y hiệu dụng bình bằng mấy? Bằng 2. Nó bằng 2. Biểu thức nào đúng đấy nhỉ? C đúng này. C đúng. Được chưa? C đúng.
C đúng. Tiếp tục, thầy chứng minh tiếp xem phải thế nào đây. Thầy sẽ chứng minh tiếp biểu thức A đúng, U trên U0. Các em thấy này, U trên U0 thì chính là một phần căn 2. Biểu thức A này đúng, U trên U0 bằng Y trên Y0. Vì đều bằng mấy? Hiệu dụng trên cực đại nó phải bằng phần căn 2 đúng không? Phần căn 2. Thầy đúng tiếp. Tức thời, U bình tức thời trên U0 bình trừ y bình tức thời trên y không bình bằng 1. Thầy kiểm tra tiếp biểu thức này nhé. Đấy. À bằng 0. Thì biểu thức B là biểu thức B. B thầy rút ra là u u bình trên u không bình bằng y bình trên y không bình. Được chưa? Mình đây. Thì có biểu thức này. Chúng ta nhớ là cái biểu thức gốc của chúng ta, biểu thức gốc của ta đây, cái này. U tức thời bình trên u không bình bằng y tức thời bình trên y không bình. Đây, bây giờ sai nó chỉ có thể là B hoặc D thôi đúng không? Đấy, B đây. Chúng ta nhìn tiếp thằng D nhìn này, thằng D này, u trên U0, u trên U0 thì là mấy đấy? U trên U0 thì nó là mấy nhỉ? U trên U0 nó là một phần căn 2 đúng không? Một phần căn 2. Biểu thức D đúng này. Đấy. U trên U0 thì chính là một phần căn 2, y trên Y0 chính là một phần căn 2. Cộng lại thì nó chính là 2 trên căn 2. 2 trên căn 2 thì chính là căn 2, biểu thức D đúng. Vẫn thằng B sai. Nha, đáp án B sai. Câu số 6. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện, chỉ có tụ điện thì hiệu ứng thế như thế nào? Chỉ có tụ đây. Đây là UC đây. Đây là Y đây. Thì hiệu điện thế, đúng không? Thì hiệu điện thế nó sẽ trễ pha hơn P trên 2 cho dòng điện hai đoạn mạch đó là C. Thì các cái giản đồ, các bạn thuộc giản đồ này thôi. Nhá, C. Câu số 7. Câu số 7 đặt điện áp U này vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện, cũng chỉ có tụ điện, nó chính là nó giống câu 6 này, thì cường độ dòng điện như thế này, hỏi phi y bằng bao nhiêu? Chỉ có tụ điện thì chúng ta có là U trễ pha hơn y của góc pi trên 2, tức là phi bằng phi U trừ phi y, nó phải là âm pi trên 2. Mà phi U bằng pi trên 4, phi U bằng pi trên 4, phi y đây bằng trừ pi trên 2. Và chúng ta chuyển sang phi y thì sẽ bằng pi trên 4 cộng pi trên 2. Thì nó sẽ phải là 3 pi trên 4. Được chưa? Pi trên 4. Ăn D. Câu 7 D. Câu số 8. Đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số F thay đổi, tần số F thay đổi thì đoạn mạch đấy, mạch đây, đấy nhỉ? Khi F bằng 50 thì cường độ dòng điện hiệu dụng là 2,4 A, khi cường độ hiệu dụng là 3,6 thì F là bao nhiêu? Thì kem có biểu thức này, cường độ dòng điện hiệu dụng là Y bằng U trên ZC. Đoạn mạch chỉ có tụ đúng không? Đấy. Và sẽ bằng ZC thì là 1 trên C nhân omega. Và kem đẩy lên thì nó chính là C nhân omega nhân U. Và omega là 2 pi F thì chính là 2 pi F nhân C nhân U. Được chưa? Và chúng ta sẽ có hai trường hợp. Đây là F thay đổi đúng không? Đọc kỹ đề đấy, F thay đổi. Và thì có hai trường hợp, đó là Y1 trên Y2. Ở đây chỉ F thay đổi thì bằng F1 trên F2. Được chưa? F1 trên F2. Đấy. Và tương đương Y1. Y1 là mấy? Y1 là 2,4, Y2 là 3,6, tức là 2,4 trên 3,6. F1 là 50, F1 là 50, F2 và suy F2. F1 50 nhé, 50. 3,6 nhân với 50
chia cho 2,4. 75, F2 75 m. Câu 9. Đặt hiện thế U vào hai đầu một tụ điện, tức đoạn mạch chỉ có tụ thôi. Tụ điện đây. Có điện dung C, điện đây điện dung C nhá, chúng ta sẽ tìm ZC, tạm thời nên tìm ZC đi. ZC thì bằng 1 trên C nhân omega, tìm cho nó là bao nhiêu? 1 trên C nhân omega. Đọc đến đấy thôi, xử lý. Tức là C sẽ là 2 nhân 11 trừ 4 được chưa? Phần pi. Phần pi nhân omega là 100 pi, 100 pi. Giá C bằng 50, sẽ 50. Giá C bằng 50 ohm, sẽ 50 ohm được chưa? Ở thời điểm tức giá trị tức thời thì ở thời điểm UC thì U nhỏ bằng 150 thì Y nhỏ là 4. Nó hỏi biểu thức dòng điện. Chúng ta sẽ có là vì đoạn mạch chỉ chứa C nên U vuông pha đúng không? U vuông pha. Vậy thì có như sau, thì có là U tức thời trên U0 tức là bình phương cộng Y tức thời trên Y0 tức là bình phương bằng 1. Và tương đương U ở đây là mấy? U là 150, 150 bình trên U không bình, U không bình cộng với Y tức là 4 bình trên Y không bình bằng mấy? Bằng 1. Mà mạch chỉ có tụ đúng không? Chúng ta có U không thì bằng Y không nhân ZC. Thầy đưa về ẩn Y không nhá, vì đang nhưng mà biết thức Y mà. Đấy, thầy có Y không thì bằng U không trên ZC. Tức là bằng U không trên 50. 50. Được chưa? Thế U0 trên 50 vào đây, thế U0 trên 50 vào thì thầy suy ra thì có biểu thức. Thầy có biểu thức là 150 bình trên U0 bình. Cộng Y0 như thế bằng U0 trên 50 vào thì sẽ là 4 bình. Thầy đẩy con số 50 lên, 50 bình. Chưa? Trên U0 bình. 1. Và suy U0. À suy đấy. À đang làm Y0 mà, chết rồi, đang làm Y0. Cái này thì đẩy con số 50 bình lên đây, nhân 50 bình. Cái này Y không bình, chưa? Cộng với 4 bình trên Y không bình bằng 1. Và rút ra Y không bằng. Bằng 150 bình nhân với 50 bình. Cộng với là trung mẫu nhé, trung mẫu Y không bình nhé, cộng với 4 bình. Chưa? Bình trong căn ra được Y0. Ô, lỗi đâu nhỉ? 150 bình ZC. ZC là 1 trên C omega. Thì lỗi đâu ạ? U0. Ôi. Thầy đang cần phải rút về biểu thức này. Thầy phải làm mất U0 đi đúng không? Làm mất U0 đi. Đây, nhầm chỗ này. U0 sẽ bằng Y0 nhân với 150, Y0 nhân 50. Chưa? Y0 nhân 50. Thế vào đây thì sẽ là nó phải 50 bình ở dưới mẫu này. 50 bình ở dưới mẫu này. Đó. Mẫu này. Ok chưa? Đấy. Thì sẽ là 150 bình phần 50 bình. 150 bình phần 50 bình này. Cộng với 4 bình. Y không bằng 5, căn ra Y không bằng 5 ampere. Rồi, 5 ampere vậy loại đáp án này, loại này. Bây giờ còn pha đúng không? Pha thì chúng ta có như sau, đoạn mạch chỉ có tụ điện mà thì chúng ta có phi
bằng phi u trừ đi phi y bằng trừ pi trên 2. Mà phi u là trừ pi trên 3 rồi, đúng không? Em suy phi y, phi y bằng mấy đây, phi y em chuyển vế sang thì sẽ là trừ pi trên 3 cộng pi trên 2 ra pi trên 6. Pi trên 6, 5 và pi trên 6 đáp án B. Câu số 10. Đặt điện áp U bằng U căn 2 cos ma t vào hai đầu tụ điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng là Y, thì cường độ dòng điện Y tại thời điểm T, điện áp giữa hai đầu tụ điện là U, thời điểm T tức thời nhé, U cường độ dòng điện Y thì hệ thức này đúng. Đoạn mạch này chỉ có tụ, đoạn mạch chỉ có tụ, thành ra UI sẽ vuông pha, UI vuông pha, tức là thầy có U trên U không bình cộng với Y bình trên Y không bình bằng 1. Và kem, nếu mà kem tách ra hiệu dụng thì kem có hệ thức là gì đây? Tách ra hiệu dụng nhé. Hệ thức được, đây là hệ thức đúng nữa. Hệ dụng thì sẽ có là U trên U bình cộng với Y trên Y bình bằng mấy? Bằng 2. Lý do là em có U0 thì bằng U căn 2. Đấy. Y0 thì bằng Y căn 2. Được chưa? Đấy, hệ thức nó là 2 hiệu dụng đáp án D. Chúng ta vào câu số 11. Đặt vào hai đầu tụ điện một biểu thức là U bằng U0 cos ma t, điện áp và cường độ dòng điện tương ứng là cái này. Đây là các giá trị tức thời đúng không? Đấy, thời điểm này chứ thời điểm tức thời này. Đấy. Đoạn mạch chỉ có chứa tụ nhé. Nó hỏi là biên độ điện áp giữa hai đầu bản tụ và cường độ dòng điện là biên độ theo giá trị cực đại. Thì cái này em giải hệ thôi, vì đoạn mạch chỉ có tụ đúng không? UI vuông pha, vậy em sẽ có phương trình là U bình trên U không bình cộng với Y bình trên Y không bình bằng mấy? 1. Và em suy ra em sẽ có cái hệ. Đầu tiên là 60 bình trên U không bình cộng với 3 bình trên Y không bình. Chưa? Bằng 1. Tiếp tục, lúc sau thì em sẽ có 60 căn 2 bình trên U không bình cộng với là 2 trên Y không bình bằng mấy? Bằng 1. Chưa? Sau đó em sẽ đặt, em đặt, đặt là 1 trên U không bình bằng X và 1 trên Y không bình bằng Y. Bằng Y. Thì phương trình của kem sẽ trở thành, đó là 60 bình, 60 bình nhân X cộng với 3 bình nhân Y bằng 1. 60 căn 2 bình nhân X cộng với là 2 nhân Y, 2 nhân Y bằng 1. Bấm máy tính giải ra. Để hệ ra thôi. Bình 3 bình 1 60 căn 2 bình 60 căn 2 thì là bình 2 1. Được chưa? 7 phần 5.000, 7 phần bao nhiêu đây? X bằng là 7 phần 57.600, tức là chúng ta sẽ có 1 trên U không bình sẽ bằng là 7 phần 57.600. Được chưa? Tiếp, 1 trên Y không bình đóng vai trò là Y, nó là mấy? Đóng trò là Y thì là 1 phần 16. 1 phần 16, 1 phần 16 thêm 1 phần 4 bình. Thì các em nhìn cái này, các em thấy ngay là Y không bằng 4 đúng không? Y không bằng 4. Y không bằng 4. Đã không phải đây à? Sáu mươi bình trên U không bình cộng, à đây là chết rồi, cái này là 3 rồi. Cái này căn 3 bình phương này, cái này chỉ cộng 3 thôi. Chỉ cộng 3 đó. 3. 60 căn 2. Cái này là 2.
Cả bị lệch rồi. Này chỉ là 3 thôi nhá, cái này chỉ là 3 thôi. Nó dài lại hẹn này. Một phần 14.400. Một phần 14.400. Tức là U0 sẽ phải là bao nhiêu đây? 120, U0 120. Phần 4. Tức là Y0 sẽ bằng mấy? Y0 sẽ bằng 2. Chưa? 120 và 2 cho ăn D. Cho tới câu số 12. Cho một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm là L bằng 1 phần 2 pi Henry. Chưa? Đoạn mạch cũng chỉ có cuộn cảm thuần thôi, tức là U sẽ vuông pha. Tại thời điểm T thì điện áp và cường độ dòng điện là tương đây. 2 năm mà không phải 3, thời điểm T2 thì như này, gọi chu kỳ dòng điện. Thì các cũng giải hệ ra vì đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần đúng không? Thì nó là U vuông pha, nó giống hết cái bài 11 phía trên. Thì các em sẽ qua hệ phương trình như sau. Thứ nhất là U là mấy đây? U là 2 năm, vậy có 2 năm bình. 2 năm bình trên U không bình cộng với là 0,3 bình trên Y không bình bằng mấy? Bằng 1. Được chưa? Đấy, tiếp thêm T2 thì là nó cũng U bằng 15, tức là 15 bình. 15 bình trên U không bình cộng với 0,5 bình trên Y không bình bằng 1. Và các em cũng đặt đúng không? Các em cũng đặt như kiểu kia thì các em sẽ có là như sau, em có là 25 bình. 25 bình nhân x cộng với là 0,3 bình nhân y bằng 1. Tiếp một cái phương trình nữa đó là 15 bình nhân x. À, giống hệt bài trên nhé, 15 bình nhân x cộng với là 0,5 bình nhân y bằng 1. Và em rút ra x y thì x em hiểu đây chính là 1 trên u không bình thì chính là x. Và 1 trên y không bình thì chính là gì? Chính là y. Đấy. Rồi chúng ta sẽ giải cái hệ này. Sẽ là 25 bình. Tiếp 0,3 bình. Hai năm bình rồi, dưới đây là 15 bình. Dưới đây là 0,5 bình. 5 bình. Chưa? 1 phần 850. 1 phần 850. 850. Và Y0. 50 phần 17. 50 phần 17. 50. Em có U0. Em có U0 thì chính là căn của 850. Và em có Y0. Y0. Đây chính là căn của 17 trên 50. Nghịch đảo lại đúng không? Ampere. Cái này là gì? Cái này là vôn. Và em suy ZL. Em suy ZL. Hỏi chu kỳ đúng không? Em suy ZL nhé. Cái suy ZL đi ZL thì sẽ bảo U0 chia cho Y0. Mà ZL đấy lại bằng gì đấy? L nhân omega. Tức là L nhân V là 2 pi trên trên T. Chưa? Đấy. Và chúng ta sẽ rút được T, chúng ta rút được T. T bằng gì đây? T sẽ bằng nhé, chúng ta rút T nhé. T sẽ bằng là 2 pi L nhân Y0 trên U0. Bằng 2 pi L nhân Y0 trên U0. Đấy. 2 pi L nhân đây là gì đây, là 1 phần 2 pi nhân đây 1 phần 2 pi nhân Y0. Y0 là căn của 17 trên 50, căn của 17 phần 50 rồi bằng tất cả chữ U0. U0 là căn của 850, căn của 850. Số đẹp 0,02 giây thì đến số xấu, nhưng mà đây chúng ta nhìn chưa, làm ra số rất là đẹp.
Ăn đi. Chúng ta vào câu số 13. Cho một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần có hệ trung tự cảm L. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần nhé. Đoạn mạch cũng chỉ có thế này thôi. Đặt điện áp là U bằng 5, đặt điện áp có tần số 50 Hz vào đoạn mạch tại thời điểm T thì U có giá trị là 100 căn 3, thì điểm T tức là ý thức thời đấy, và Y là ý thức thời nhé. Thì nó hỏi là U hiện dụng ra được cuộn cảm là bao nhiêu. Thì đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần thì em vẫn có U y vuông pha, vẫn có phương trình là U bình trên U không bình cộng với Y bình trên Y không bình bằng 1. Chưa? Em vẫn có cái này. Đấy. Nó hỏi giá trị hiệu dụng đúng không? Chúng ta biến đổi một chút. Chúng ta có là Y, Y0 thì bằng U0 chia cho ZL, ZL bằng U0 chia cho L nhân 2πf, 2πf. U0 để nguyên vì chưa biết là cần tìm L là 1 phần pi f thì chính là 50 và nó ra là bao nhiêu đây? Nó ra 100. Nó ra 100. Chưa? Ấy ra 100. Vậy thì rút được U0, U0 thì sẽ bằng Y0 nhân 100. Được nhỉ? Đấy. Và bắt đầu thầy sẽ xử lý thầy thế ngược cái U0, U0 bằng Y0 nhân 100 thế ngược ở phương trình sao. Sao? Và sao thầy sẽ có U bình là mấy đây? Thời điểm T là U 100 căn 3, tức là 100 căn 3. Tức là bình trên U0 bình. U0 bình tức là 100 bình nhân Y0 bình. À, nó đang hỏi hiệu dụng. Nó đang hỏi hiệu dụng, điện áp hiệu dụng. Vậy chúng ta phải rút ra gì đây? Chúng ta cần phải rút ra U0 bình. Tiếp tục cộng Y bình. Y bình là 1 bình. Y0, Y0 sẽ là U0 trên 100. Tức là U0 bình trên 100 bình. Thế đẩy 100 bình lên đây. Bằng 1. Thế rút được U0 bằng. À, U0 bằng. Một trăm căn ba bình cái gì đây, một một trăm căn ba bình cộng với 100 bình căn ra thì được U0. U0 là 200. U0 là 200 vôn. Vậy suy ra U hiệu dụng thì bằng U0 trên gì, trên căn 2, tức là 200 phần căn 2 thì ra chính là 100 căn 2. Đáp án là A. Câu 14. Đặt điện áp vào hai đầu một cuộn cảm thuần độ tự cảm tương đây. Chúng ta tính ZL nhé, tính sẵn ZL cho ZL thì bằng L nhân omega, tức là 0,5 phần pi và nhân 100 pi nó ra 50 ohm. ZL 50 ohm. Đoạn mạch nó chỉ có độc cuộn cảm thuần thôi, cảm thuần đây. Đấy. Ở thời điểm T, ở thời điểm điện áp giữa hai đầu đoạn cuộn cảm là 100 căn 2, tức là U tức thời. Thì Y là đây hỏi biểu thức. Chúng ta lại dùng cái phương trình vuông pha. Vuông pha là gì đây? 100 căn 2 thì cả bình trên U0, đúng không? U0 nhưng U0 nhé, thầy để U0 bình nhé, như này nhé, được chưa nhỉ? Cộng với Y, Y bình tức là 2 bình trên Y0 bình. Và thầy phải rút về Y0 vì đang hỏi biểu thức của Y, thầy rút Y0 thì thầy cần phải có mà U0 thì bằng Y0 nên ZL. Đấy, không ZL. Tức là bằng 50 Y0, 50 Y0. Được chưa? Thầy thế cái này vào biểu thức sao, thế 50 Y0 vào sao? Vậy từ sao thầy suy ra, sao suy ra thì có 100 căn 2 thì gặp bình trên U0 bình cộng với à, bây giờ U0 thì sẽ không để U0 nữa à, thầy sẽ không để U0 nữa, thầy để gì, 50 Y0, 50 Y0 bình cộng với 2 bình trên Y0 bình bằng mấy, bằng 1. À, và thầy sẽ rút được Y0. Được chưa? Y0. Thì nếu mà thể hiện trên máy tính thì em sẽ viết là gì đây? Nó sẽ là 100 căn 2 tất cả bình
trên 50 bình, đúng không? Cộng với 2 bình. Xong căn ra được 2 căn 3, y không được 2 căn 3. P. Đoạn mạch chỉ ở cuộn thuần cảm thì thầy có phi UL trừ đi phi Y sẽ bằng pi trên 2. Và phi Y, phi UL mấy? Phi UL pi trên 3, là pi trên 3. Vậy dễ dàng sẽ phi Y, phi Y sẽ bằng mấy? Trừ pi trên 6. Vậy trừ pi trên 6 và 2 căn 3, trừ pi trên 6 và 2 căn 3 đáp án là D. Chúng ta vào câu số 15. Một đoạn mạch xoay chiều chỉ ở cuộn cảm thuần L đặt điện áp có tần số 50 vào đoạn mạch thì biểu thức Y thế này. Tại điểm T thì đây là U này, tức thời đây là Y này, và biểu thức điện áp, chúng ta sẽ xử lý pha ban đầu nhé. Thầy có pha ban đầu, đây là cuộn cảm thuần mà, đúng nhỉ? Mạch chỉ ở cuộn cảm thuần thôi. Thì thầy có là phi UL trừ đi phi Y bằng pi trên 2. Chưa? Mà phi Y là trừ pi trên 4 đúng không? Vậy tương đương thầy có phi UL trừ trừ pi trên 4 bằng pi trên 2. Và rút được phi UL sẽ bằng pi trên 4. Phi UL bằng pi trên 4 loại C, loại D. Phi UL bằng pi trên 4. Chưa? Thầy sẽ tìm cái biểu thức U0 của nó. U0. Thì bây giờ thầy có U0 thì bằng Y0 nhân ZL. ZL L là căn 3 phần pi, ZL chính là L nhân omega, tức là căn 3 phần 2 pi. Đấy, căn 3 phần 2 pi nhân với L, đây L chính là căn 3 phần 2 pi nhân với omega là 100 pi, 100 pi. Pi hết thì nó ra là gì đây? Đấy, nó ra là 50 căn 3 Y0. Được chưa? 100 rút 50, 50 căn 3 Y0. Đấy là U0. Mặt khác chúng ta lại có là UI vuông pha. Đấy, đoạn mạch chỉ của tuần cảm UI vuông pha. Đúng rồi, chúng ta phải tận dụng cái vuông pha để xử lý thời điểm này này. Đấy. Nó sẽ có như sau, chúng ta sẽ có là Y trên Y0 tức là bình cộng U trên U0 tức là bình bằng 1. Đấy. Nó cho Y là căn 3, bình phương là 3 trên Y0. Y0 bây giờ chúng ta đang cần tìm U đúng không? Chúng ta phải là mất Y0 đi, mà mất Y0 đi mà Y0 bằng gì? Y0 chính là U0 trên 50 căn 3, chính là U0 bình trên 50 căn 3 bình. Cái này sẽ 50 căn 3 em để điện tử. Đấy, bình để điện tử. Đúng không? Chúng ta đang cần tìm U0 mà. Đấy, chúng ta phải là mất Y0 đi. Vậy thầy có là Y0 thì chính bằng U0 trên 50 căn 3, vậy để 50 căn 3 điện tử cộng U. U chính là 50 căn 3. 50 căn 3 bình trên U0 bình cùng mấy? 1. Là rút U0. Xong căn ra cái này nó là 100 căn 3, 173,205 chính là 100 căn 3, 100 căn 3 đơn vị là vôn. Vậy nó phải 100 căn 3 và pi trên 4 đáp án B. Rồi thầy chữa cái phần này thì chữa đến